thân mến, kính chào tất cả các cô chú và các anh chị thân yêu trong đội nhóm. Thì hôm nay Hồng Lê sẽ chia sẻ về cái đề tài là tầm quan trọng của cái nước Kangen trong việc bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật cũng như là tại sao mình có thể dùng cái nguồn nước này để mình đi cứu người. Thì trước khi mà chia sẻ về cái phần này, Hồng Lê cũng chia sẻ chút xíu cái background của mình. Cũng có một hai người mới trong đây. Thì Hồng Lê làm trong ngành y, là một người dược sĩ cũng trên 10 năm. Thì trong cái quá trình Hồng Lê làm việc thì Hồng Lê nhận ra rất là nhiều bệnh tật bây giờ nó tăng lên quá nhiều đi. Và trong quá trình làm việc thì mình cũng có rất những chuyện rất là đáng buồn xảy ra trong gia đình, là ba mẹ của Hoàng Lê cũng qua đời vì ung thư, cả hai ba mẹ luôn. Nên là mình rất là cảm thấy rất là hụt hẫng và rất là đau thương khi mình nghĩ tới những cái việc sự việc này đã xảy ra cho gia đình mình. Và sau khi mà ba mẹ Hoàng Lê mất thì Hoàng Lê mới khi mà mẹ của Hoàng Lê mất thì Hoàng đã có một cái tâm nguyện rất là lớn là mình sẽ tìm ra mọi cách, mọi cái phương pháp chữa lành tự nhiên và tìm ra mọi cái vấn đề nó gây ra bệnh tật để mình có thể giúp cho nhiều người phòng chống bệnh tật sau này và chữa bệnh tự nhiên. Thì sau đó Hoàng Lê bắt đầu học hỏi và mình rất là may mắn mình được học từ những cái nhóm chữa lành rất là kỳ diệu ở khắp cả thế giới. Thì mình càng học thì mình càng thấy mở tầm nhìn, thì mình mới càng thấy mình càng ngu. Mình nhiều mình từ quá từ kiến thức thì quá nhiều đi mà mình mà chỉ đứng yên một chỗ rồi đó là coi như là mình đã bị thụt lại rồi. Nhưng mà mình càng càng đứng yên ấy, thì mình lại càng bị nhiều cái hướng một nhiều cái nguồn nó gây ra rất là nhiều bệnh tật ngay cho gia đình của mình. Nên trước tiên mình muốn có cái tâm nguyện mình tìm ra phương pháp để mà phòng chống và bảo vệ gia đình mình trước, sau đó mình mới chia sẻ cho mọi người xung quanh. Thì sau đó thì ba của Hoàng Lê cũng mất vì ung thư, thì làm cho cái nỗi đau nó càng phải nói là rất là không biết phải dùng cái từ nào để tả. Nhưng mà khi mà chăm sóc ba mẹ mình á, ở những cái thời kỳ cuối rất là đau đớn, thấy chứng kiến những cái cảnh mà nó đau đớn khắp cả người, thì mình cái đam mê, cái sự mãnh liệt mình nó càng lớn hơn trong cái công việc mình đang làm. Thì hôm nay Hoàng Lê sẽ chia sẻ cái vấn đề về tại sao cái nguồn nước Kangen rất là quan trọng trong việc là phòng chống bệnh tật và đi cứu người. Tại vì trong cái lúc thời gian Hoàng Lê nghiên cứu thì Hoàng chỉ biết về chữa lành tự nhiên và chưa biết tới nguồn nước Kangen. Sau trong cái vấn đề mình đi tìm hiểu trong quá trình đó thì mình mới biết tới là cái nguồn nước là rất là quan trọng để mà phòng chống và chữa lành luôn. Và lúc đó mình chỉ biết là nước nước bình thường cũng có cái phương pháp để chữa bệnh nữa, nhưng mà nếu mà áp dụng cái nguồn nước Kangen thì nó còn trên cả tuyệt vời, cái sự chữa lành nó đến nhanh hơn. Nói ở đây không có nghĩa là nước Kangen đi chữa bệnh ha, các anh chị phải nhớ rõ. Mình đi chữa sinh nước Kangen là cái nước này chỉ dùng để hỗ trợ bệnh tật và phòng chống bệnh tật. Nhưng mà mình áp dụng cái nước phương cái phương cái nguồn nước này với những cái phương những cái cách mà chữa bệnh tự nhiên đó, thì nó sẽ có cái hiệu ứng chữa lành rất là cao, giúp cho rất là nhiều người nếu mà họ nghiệm ra, họ áp dụng. Thì hôm nay Hoàng Lê sẽ chia sẻ những cái lý do, những cái nguồn gốc gây ra bệnh tật mà Hoàng Lê đã tìm được, đã nghiên cứu ra được từ những cái nhóm chữa lành trong cái quá trình mình học hỏi. Thì để Hoàng Lê share lại cái slide của mình ha. Thì cái công việc mình đang làm thực ra nó là một cái công việc nó chia sẻ về một cái nguồn nước mà đối với Hoàng Lê đã khi ra ngoài chia sẻ. Thì những cái slide này Hoàng Lê sẽ gửi cho các anh chị có thể sử dụng nó trong cái quá trình mình làm demo. Tùy theo trường hợp, có những cái trường hợp demo mà cho những trường hợp mà người không có thời gian thì mình sẽ không nói nhiều về phần này. Nhưng mà những thời gian mà có nhiều thời gian thì mình nói kỹ hơn chút xíu tùy theo trường hợp. Thì đây là những cái vấn đề rất quan trọng để mình mở tư duy mọi người về cái mặt sức khỏe, các anh chị. Rất quan trọng vì sức khỏe là trên hết. Và khi mình đầu tư vào sức khỏe thì đó là một cái tài sản vô giá. Thì cái công việc Hoàng Lê cũng như các anh chị đang làm đó, nó đang tập trung vào một cái nguồn nước sống, the Living Water Project, tức là cái kế hoạch chia sẻ về cái nguồn nước sống. Nguồn nước sống là như thế nào? Thì đây là một cái nguồn nước, nó có thể là một cái chìa khóa để cho chúng ta giải mã ba cái điều mà ai cũng mong muốn hết. Đó là thứ nhất về sức khỏe, thứ hai là về tài chính, và thứ ba là về thời gian. Thế mình vừa có sức khỏe, vừa có thêm tài chính và vừa có thêm sự tự do, có thêm thời gian cho gia đình, thì đây là nhiều những cái điều mà ai cũng mong muốn cả. Thì trong cái đội nhóm của Hằng Lê thì cái nhóm mình ai cũng đã biết đó là cái tên của mình là FFF, cái này là Fight for Freedom. Nhưng mà đặc biệt đối với cái công việc Hoàng Lê đang làm đó thì mình cái nickname của mình tên là The E-Healers, có nghĩa là The Enagic Healers. The Enagic tức là những người đi chữa lành của đội nhóm Enagic. Nhưng mà đằng sau đó nó có những cái hàm ý rất là lớn. Hoàng Lê sẽ
hướng dẫn sau đó. Thì khi mà mình ra ngoài mình chia sẻ các anh chị thì họ có cái slide. Khi mình ra ngoài mình làm demo thì ai cũng muốn biết là mình chia sẻ những cái điều gì, tức là họ biết mình sẽ chia sẻ về nguồn nước, về cơ hội, nhưng mà mình luôn luôn có một cái agenda là những cái gì mình sẽ chia sẻ, nói về cái gì. Thì mình đây là một cái sơ đồ đơn giản, mình sẽ chia sẻ cho họ. Thứ nhất là mình open mind họ, tại sao, những cái lý do gì mà nó dẫn tới bệnh tật. À, tại vì mình cũng có rất là nhiều người biết là lý do bệnh tật là do ăn uống, không tập thể dục, rồi nhiều thứ ảnh hưởng. Nhưng mà mình sẽ cho họ một cái tầm nhìn, mở tầm nhìn họ ra tại sao bây giờ rất nhiều bệnh tật xảy ra một cách quá tải. Cái thứ hai là mình sẽ cho họ thấy tại sao cái nguồn nước họ đang xài tại nhà đó, nó đang từ từ tàn phá sức khỏe của cả gia đình luôn. Thì mình sẽ cho họ thấy cái điều này, làm một cái demo cho họ thấy. Cái điều thứ ba là mình sẽ cho họ thấy những những cái hướng giải quyết, những cái giải pháp của mình để mà giải quyết những cái tình trạng khủng hoảng về sức khỏe của cả thế giới. Đó là lý do tại sao mà cái nguồn nước này đang bứt phá trên 175 quốc gia các anh chị, và đã trên 40 45 năm rồi. Cái tư là mình giúp cho trong tại vì trong cái công việc chia sẻ của tụi mình á, mình sẽ giúp vào cái việc hỗ trợ cho cái việc là detox, tức là làm thải độc tố, giải độc tố, và làm mới, làm refresh cái trái đất của chúng ta. Tại vì thực ra trái đất của chúng ta bây giờ đã bị nhiễm độc tố trầm trọng rồi các anh chị, trầm trọng cả trái đất luôn, cả địa cầu luôn. Và thứ năm đó là mình qua cái cơ hội này, nó sẽ cho mình cái sự tự do tuyệt đối là như thế nào, để mình có thể từ cái sự tự do đó mình sẽ làm được những cái điều mình mong muốn, những cái tâm nguyện mình muốn thực hiện, và đối với công việc bình thường thì không thể nào làm được, hoặc là muốn làm được phải là rất là lâu dài luôn, mới suốt cuộc đời mới có thể làm được. Thì luôn luôn ra ngoài Hoàng Lê chia sẻ cho bất kỳ ai, Hoàng Lê cũng đều nói cái tư duy này là cái vì kiến thức là vô tận nên mình không có ngưng, mình nên mở tầm nhìn, mở cái tư duy ra để mình đón nhận, mình học hỏi. Và khi mình ra ngoài Hoàng Lê chia sẻ thì Hoàng Lê luôn luôn hỏi mọi người là hôm nay khi mà Hoàng Lê chia sẻ có anh cho các anh chị đó, Hoàng Lê chỉ mong muốn một điều duy nhất thôi, đó là các anh chị hãy mở tầm nhìn của mình ra, mở tư duy mình ra, have a complete open mind để mà mình học hỏi thêm những điều mà mình chưa biết đến. Hoàng Lê rất là thích cái câu nói này là learn from outside of your industry to be better within your industry. Nghĩa là mình cần phải học hỏi những kiến thức ngoài cái sự hiểu biết, ngoài cái tầm nhìn của mình, ngoài cái industry, cái lĩnh vực của mình, để rồi khi mà mình áp dụng nó vào trong cái công việc, cũng là cái lĩnh vực của mình đó, thì nó sẽ là giúp rất là nhiều thứ. Và lý do tại sao mà mình học hỏi là mình để mình nâng cao cái tầm nhìn, nâng cao cái tiềm thức, raise cái awareness, nâng cao cái nhận thức của mình lên. Tại vì nếu mà mình cứ đứng yên một chỗ và mình không nâng cao nó thì một ngày nào đó những cái chuyện này nó sẽ xảy ra. Các anh chị biết là trong ở nước Mỹ thôi đó, thì một năm trung bình đó là mình cái tiền mà để trả cho viện phí đó, cho medical đó, thì nó khoảng 10.000 đô các anh chị. 10.000 đô cho cái tiền medical, average một năm phải trả là 10.000 đô. Và tính ra như vậy là khoảng 20 đô một ngày các anh chị. Nên là mình không thể nào đợi đến lúc mình bệnh mới 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 chữa được, tại vì lúc đó rồi có thể là nó tan gia bại sản, có nhiều người không handle nổi và quá quá trời cái tiền bill nó tới liên tục, và khi bệnh tật nó tới thì coi như không còn được gì nữa, nó tất cả đều mất hết. Và khi mà mình không có nâng cao cái nhận thức á, thì là cái giá mình phải trả cho cái nhận thức nó quá thấp á, đó là cái việc bệnh tật và những cái stress, những cái căng thẳng trong cuộc sống. Và Hồng Lê rất là thích cái câu nói này là if you think education is expensive, try ignorance. Nếu mọi người nghĩ là kiến thức và cái sự học hỏi nó quá mắc, nó có sự phải phải tốn nhiều tiền đó, thì là mình nên làm lơ đi, mình không cần học nữa. Thì chính vì cái sự làm lơ, cái sự bỏ rơi đó về kiến thức thì nó sẽ gây ra những cái việc là bệnh tật nó tới. Mà bây giờ kiến thức các anh chị thấy rõ là không cần phải đi học nữa, nó có sẵn trên mạng hết rồi. Có điều là mình có tìm hiểu, mình có quan tâm và mình muốn nâng cao cái nhận thức của mình hay không. Chứ bây giờ cuộc sống của anh chị thấy quá là stress đi. Ai cũng vì công ăn việc làm, lo cho gia đình và lo cho cái công ăn việc làm để mà cơm áo gạo tiền thôi. Nhưng mà vì cái sự bận rộn đó thì mình không có cái thời gian để mình nâng cao nhận thức, và từ đó những cái bệnh tật nó tăng lên. Thì mình muốn trả 20 đồng một ngày để mà lo cho cái bệnh tật, hay là mình muốn chỉ cần trả 1 đồng hoặc là dưới 1 đồng mỗi ngày để mà phòng chống bệnh tật, thì mỗi người có một cái tỷ giá khác nhau. Mình đối với Hoàng Lê chắc chắn sẽ bỏ 1 đồng một ngày để mà phòng chống bệnh tật. Có 10 cái lý do gây ra cái chết nặng nhất tại Mỹ, đó là những cái bệnh về tim,
tất cả các căn bệnh về tim và những căn bệnh về ung thư. Đây là hai cái lý do, hai cái căn bệnh nó gây ra cái chết nặng nhất ở không chỉ nước Mỹ các anh chị mà cả thế giới luôn. Bất kỳ một cái quốc gia nào mình đi đến á, thì nó cũng là bệnh tim, bệnh ung thư, hoặc là ung thư và bệnh tim là hai cái bệnh đứng hàng đầu và gây ra rất nhiều cái chết. Nên là mình không bao giờ phải phải đợi, mình không thể nào đợi đến lúc mình bệnh mới chữa được. Bây giờ chỉ là cái quan trọng là mình tập trung vào cái việc phòng bệnh để mà mình chống lại những cái bệnh tật nó sẽ xảy ra. Một cái điều rất là vô lý đó, là mình thấy rõ ràng là kiến thức, những cái technology, những cái công nghệ kỹ thuật và đặc biệt là những cái kiến thức về y khoa càng ngày càng phát triển, càng ngày càng tốt hơn, nhưng mà bệnh tật nó càng ngày càng tăng một cách khủng khiếp hơn. Thì nó đúng là cái sự vô lý đúng không anh chị? Tại vì y khoa càng tốt hơn thì là bệnh tật phải giảm xuống chứ, nhưng mà tại sao còn tăng hơn nữa? Thì tất cả nó đều có một cái lý do nằm đằng sau tất cả những cái bệnh tật này. Hôm nay Hồng Lê sẽ chia sẻ cho các anh chị tất cả bệnh tật đều là do hai cái lý do chính, đó là chemical, là những cái độc tố đang hoành hành trong cuộc sống mà mình không biết đến, và sau đó là kết hợp với những cái sóng radiation mà chúng ta đang tiếp xúc mỗi ngày. Thì đây là bảy cái nhóm đồ ăn mà nếu mà các anh chị làm demo thì còn không có thời gian mình chia sẻ. Đây là những cái nhóm đồ ăn mà nó sẽ gây ra rất nhiều bệnh tật, là đồ liên quan tới lúa mì, đồ chiên, đồ đóng thịt gói, đóng thịt cá đóng gói nè, rồi thịt chiên nướng quá chín, rồi những gì liên quan tới đậu nành, bắp, dầu và những cái đồ soda, thì mình nói ngắn tắt vậy thôi. Còn các anh chị nào muốn tìm hiểu kỹ đó thì mình sẽ liên lạc với, kết nối với leader của mình hay là những người bác sĩ, dược sĩ trong đội nhóm, thì đặc biệt là các anh trong đội nhóm của Hoàng Lê, thì các anh chị có thể kết nối với Hoàng Lê để chia sẻ kỹ sau đó. Nhưng mà hôm nay thì Hoàng Lê sẽ chia sẻ rất là tường tận để cho các anh chị hiểu tại sao bây giờ bệnh quá nhiều. Bảy cái nhóm đồ ăn này thì bất cứ một văn hóa sắc tộc nào cũng đều dính vào hết cả, không cần biết là anh chị ở đâu đến. Thì thứ nhất, cái nhóm đồ ăn ở bên tay trái đó, ở góc trên đó, là những cái nhóm đồ ăn liên quan tới lúa mì, là những cái gì liên quan tới wheat, barley, rye and oats. Và khi mình đi chợ đó, mình mua đồ ăn thì mình nên lật ở đằng sau mình coi, nếu mà cái đồ ăn chế biến nó có cái chữ là wheat flour có nghĩa là lúa mì, thì trong đó nó sẽ có cái gluten. Thì không biết các anh chị nghe qua về gluten chưa, nhưng mà bây giờ có rất là nhiều chợ đồ bán đồ organic thì họ hay có cái chữ là gluten free, tại vì cái gluten này rất là nguy hiểm, mình ăn càng nhiều thì bệnh càng nặng. Lý do là cái gluten đó là cái dạng amino acid, và khi mà nó vào trong bao tử của mình nó rất là khó để mà break down, và tại vì cái acid trong bao tử mình rất là yếu do cái cách ăn uống của lối sống hiện đại, nên là nó không có thể break down cái gluten này, và khi mà cái gluten này nó bám vào trong cái đường ruột của mình thì nó sẽ lấp đầy trong đó và nó làm tắc nghẽn và nó làm sưng tấy cái đường ruột. Vì vậy sau một thời gian dài thì những người nào ăn những cái đồ như là hamburger nè, pizza nè, bánh mì nè, đặc biệt người Việt Nam mình rất là thích ăn bánh mì, đó là một cái món ăn truyền thống rất là ngon và Hoàng Lê rất là thích luôn. Nhưng mà mình ăn mình biết thì mình có chừng mực, mình giảm hạn chế nó và mình có cái phương pháp để mà thải độc thì nó sẽ tốt hơn. Thì những cái món đồ ăn này nó sẽ bám vào đường ruột, nó lấp đầy trong đó để sau một thời gian dài đó là mình bị sưng tấy trong cái đường ruột và nó gây ra tình trạng là inflammation. Và khi mình ăn bất cứ những cái đồ ăn dược thảo hay là rau củ cải quả vô thì nó không có thẩm thấu qua được, thì coi như mình bị thiếu chất trầm trọng các anh chị. Tiếng Mỹ nó kêu là vitamin and mineral deficiency, bị thiếu khoáng chất và thiếu vitamin trầm trọng. Và sau đó thì coi như con người mình bị rất là nhiều cái trường hợp xảy ra về bệnh tật. Đồng thời khi những cái gluten này nó bám vào trong những cái đường như là thận và gan. Thận và gan là hai cái bộ phận rất quan trọng để mà thải lọc, mà đào thải cái chất độc tố ra khỏi cơ thể. Nhưng mà nếu nó bị lấp đầy bởi những cái gluten này rồi á, là không coi như một ngày nào đó nó không còn làm việc mà như bình thường được nữa. Là tất cả những độc tố nó ứ đọng trong cơ thể một cách mãnh liệt, gây ra bệnh tật. À, đó là cái nhóm đồ ăn thứ nhất. Cái nhóm đồ ăn thứ hai mà ai cũng bị dính vào đó là fried foods, có nghĩa là đồ chiên. Đồ chiên thì ai, ôi trời, đi đâu ai cũng ăn đúng không anh chị, ăn mỗi ngày luôn. Và cái độc hại của đồ chiên là cái gì, là khi mình chiên cái dầu ăn lên á thì cái dầu ăn nó sẽ chuyển, tại vì cái việc mình hấp, mình làm nóng, nhiệt độ nó cao lên á, thì nó sẽ chuyển những cái dầu ăn, cái protein nó ra một cái chất nó kêu là acrylamide. Và cái chất acrylamide là một cái chất gây ra ung thư và sưng tấy tắc nghẽn trong trong cơ thể. Nó là một cái dạng carcinogen, có nghĩa là chất gây ra ung thư các anh chị.
và các anh chị thấy rõ là ai cũng ăn đồ chiên mỗi ngày, đúng không? Cái nhóm đồ ăn thứ ba là nhóm đồ ăn mà thịt cá đóng gói. Và mình thấy thì khi mà đóng gói thì họ phải xài một cái chất để mà bảo quản làm cho thịt cá nó tươi. Thì cái chất mà thường xài được nhiều nhất đó đó là chất nitrate. Và cái chất nitrate này khi mà mình đem về mình rửa bằng cái nước tap water đó rất là khó để rửa ra, tại vì trong những cái chất bảo quản là thường thường là cái dạng oil based, có nghĩa là dạng tinh dầu, nên mà nước và dầu không có trộn lẫn vào nhau được, rất là khó để mà rửa ra. Chính vì vậy mà mình có cái nước 11.5 để mình rau ruột củ cải mình rửa những chất bảo quản ra từ những cái rau củ cải quả và thịt cá. Thì cái chất này khi mà các anh chị đem về mình rửa không có ra, và mình chiên lên, mình chiên xào lên, cũng chiên cũng là độc hại rồi. Và khi mình làm chiên cái chất này, cái đồ bảo quản này, nó cái chất này nó sẽ chuyển ra một cái chất mới, nó kêu là nitrosamine. Thì cái chất nitrosamine này là cũng là một trong những chất được list vào cái list những cái chất gây ra ung thư và tắc nghẽn trong đường trong hệ thống cơ thể mình, đều list trong cái hệ thống y tế của Mỹ đó. Họ nghiên cứu và thấy đây là những chất cực độc hại. Mình ăn thịt cá rất nhiều mỗi ngày, nếu mà ăn đồ tươi thì đỡ, nhưng mà mình cũng không biết được, tại vì đồ tươi bây giờ cũng không, you never know. Họ bỏ vào độc tố và đỏ bỏ chemical, bỏ chất bảo quản và rất là nhiều để giữ cho thịt nó tươi. Thì mình cũng không bao giờ, you never know for real. Và cái nhóm đồ ăn thứ thứ tư đó là những cái đồ ăn liên quan đến thịt chín. Thịt chín nha các anh chị, đó là mình chiên hoặc mình nướng quá chín đi thì nó trở sang thành một cái màu đen, cái lằn đen. Thì người Việt Nam mình, các anh chị để ý là mình rất là thích một cái món ăn đó là cơm sườn. Cơm sườn cực kỳ ngon, Hoàng Lê cũng rất là thích. Nhưng mà có cái là mình đi đâu mình order một cái dĩa cơm sườn đều có cái miếng lằn đen, một cái miếng cháy cháy màu đen trên tất cả những cái dĩa thịt này. Thì những cái lằn đen đó là cái gì? Đó là cũng dạng một cái protein trên miếng thịt, khi mà mình nướng lên quá chín ấy, thì nó chuyển sang cái chất nó kêu là heterocyclic amines. Hai các anh chị, thì cái chất này đó cũng cực kỳ độc hại, gây là chất gây ra ung thư. Gây ra ung thư, gây ra tàn phá tế bào, gây ra tắc nghẽn, cao máu, cao mỡ, đột quỵ, nhồi máu cơ tim. Và mình đặc biệt các anh chị nhìn cái hamburger đó, và người Mỹ mình tại sao mà bệnh quá nhiều, tại vì mình ăn đồ fast food quá nhiều thôi. Các anh chị nhìn một cái hamburger đó, trong đó là tổng hợp của bao nhiêu độc tố trong đó. Thứ nhất là cái miếng bánh mì đó là cái gì, là gluten, là cái chất gluten nó sẽ đóng trong thành ruột, đóng trong tất cả những cái gan thận tủy của mình và làm tắc nghẽn. Thứ hai là trong đó có những cái rau củ cải quả mà các anh chị biết, mua rau củ cải quả ở ở những cái fast food thì không bao giờ nó bán, mua đồ organic đâu, nó sẽ mua những cái đồ có đồ chất bảo quản rất là nhiều, thậm chí mua đồ nó cũ luôn á, thì trong đó nó có rất nhiều chất bảo quản. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là khi mà nó chiên miếng thịt nó nướng lên á, thì có những cái miếng hamburger có, tại vì không ai mua đồ mà đâu có ai mở ra mà xem trong đó nó đen hay gì đâu, các anh chị đâu có ai check, đâu có thời gian đâu, và còn họ cũng đâu có biết đâu mà check, nên là có rất là nhiều lúc họ về là thực ra mở ra nó đen xì luôn các anh chị. Có lần Hoàng Lê cũng cũng dẫn gia đình đi ăn, tại vì mấy đứa nhỏ nhà cũng thích ăn fast food lắm, lâu lâu thì mình cũng dẫn đi ăn một lần, và khi mình mua hamburger mình mở ra thì cái miếng thịt ở trong thật sự nó đen xì luôn. Mình phải kêu nó làm lại cái miếng khác, nhưng mà đa số thì không có ai mở ra xem cả, không có ai kỹ như vậy, nên là mình ăn mình bị dính bởi những cái chất này rất là nhiều, và nó vào nó tàn phá cái cơ thể mình. Cái nữa là họ khi họ chiên như xào những cái này thì họ dùng cái dầu ăn trong đó, các anh chị nó xài đi xài lại cả ngày luôn, nên là cái dầu ăn nó rất là bị vàng, nó khủng khiếp lắm. Đó thật sự bằng những cái miếng đồ fast food như là hamburger, pizza này nọ đó thì mình ăn lâu lâu mình ăn ok, nhưng mà nếu mình ăn nhiều quá đó và không có cách thải độc cơ thể thì coi như là bệnh nó đến thôi, tại vì đó là cái sự tổng hợp của quá nhiều chất độc trong những cái đồ fast food. Cái nhóm đồ ăn thứ sáu đó, thứ năm đó là cái gì liên quan tới bắp và đậu nành ha. Thì bắp và đậu nành là hai cái loại cái rau củ cải quả mà họ người trồng phải xịt thuốc trừ sâu cực kỳ nhiều. Lý do là hai cái loại này rất khó để trồng các anh chị. Bắp và đậu nành rất khó để trồng, mà tại vì trồng nó có nhiều cái những cái vi khuẩn, những cái con châu chấu cào cào nó thích ăn hai cái loại đó, nên là không có dễ để trồng. Như vậy mà họ phải xịt cái thuốc trừ sâu liên tục mỗi ngày để mà bảo quản cái cây này. Chính vì vậy những người nào mà ăn bắp nhiều, mà ăn đậu hũ nhiều, đặc biệt người ăn chay thì có nhiều người ăn chay, và đặc biệt người Việt Nam và người châu Á mình thì rất là thích ăn chay, mà đồ ăn chay mà dùng đậu hũ nấu thì rất là tuyệt vời. Và ăn nhiều đậu hũ kiểu này á, là coi như tiêu,
nên các anh chị phải, nếu mà mua đậu hũ thì nên mua organic tofu ha, nên mua cái đậu hũ mà nó hữu cơ đó thì nó tốt hơn. Chứ còn mình mua đậu hũ thường thường coi như là rất nguy hiểm, tại vì trong này nó bỏ rất là nhiều cái chất bảo quản. Cái chất đó nó kêu là glyphosate, là cái thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản đó để bảo vệ cái cây đó. Mà tiếng Mỹ một cái tên khác nó bán rất là đại trà ngoài thị trường, nó kêu là Roundup. Các anh chị biết gần đây trên những cái hệ thống TV của Mỹ nó cũng có quảng cáo là những cái ông luật sư đó, những ông luật sư ông quảng cáo là nếu các anh chị ở nhà nào mà ai xài cái chất trừ sâu là xịt côn trùng nó kêu là Roundup á, mà xịt sau một thời gian mà bị ung thư thì nên gọi họ, họ sẽ kiện lấy tiền cho, tại vì họ biết cái chất này cực kỳ độc hại, chỉ cần ngửi đến gần thôi là bị nhiễm vô, làm sau một thời gian nó gây ung thư. Nhưng mà người xịt đó, thì nó phải đeo mặt nạ, nó bảo quản và nó xịt liên tục mỗi ngày, mà mình ăn đậu hũ vô và ăn bắp kiểu này đó, thì coi như là xong rồi. Bây giờ nó ung thư bây giờ tăng lên quá tải, đặc biệt người ăn chay nữa mà ăn những cái này thì nó ảnh hưởng rất nặng. Cái nhóm đồ ăn thứ sáu đó là những cái gì liên quan tới dầu, tức là trên họ nói là dầu đồ chiên rất là độc hại, nhưng mà dầu ăn mà chưa chiên cũng độc hại luôn. Tại vì những cái chai dầu trong trong để trên kệ bán, họ đã để trên kệ bao nhiêu tháng bao nhiêu năm rồi, và cái không khí ở trong cái chai dầu đó, đó là cái điều độc hại, nó sẽ oxy hóa cái dầu ăn, và khi mình ăn vào thì mình ăn cái dầu ăn nó đang bị đã bị oxy hóa rồi, thì mình đưa những cái đồ này vào nó sẽ là oxy hóa tế bào, nó tàn và nó tạo ra những cái free radical damage, những cái gốc tự do làm cho mình càng bị bệnh rất là nặng về sau. À, và cái nhóm đồ ăn thứ bảy đó là những cái đồ ăn thức uống, tức là những cái gì liên quan về đồ có ga. Đồ có ga như là soda, bia, rượu này nọ đó, thì các anh chị biết soda, bia, rượu thì nó acid rồi, nó độc hại rồi, nhiều đường. Nhưng mà cái độc hại nhất đó là cái ga. Tại vì khi mình uống đồ có ga vào mà trong lúc ăn á, thì cái ga đó là cái khí carbon dioxide, nó sẽ trung hòa cái acid mình một cách hoàn toàn luôn. Để khi mình ăn cái đồ ăn gì giờ mà mình đổ ga vào đó, thì nó trung hòa và cái đồ ăn nó không có tiêu hóa được, nó sình hết lên thành độc tố. Nên là nhiều người khi mà họ uống có ga họ cứ nghĩ, tại vì cái thói quen cái người đời mình hay nghĩ là uống đồ có ga vô nó ợ lên thì nó tiêu, dễ tiêu, nhưng mà thật sự không phải, nó ợ lên là càng không tiêu, tại vì đồ ăn trong đó nó bị sình lên, nó fermented, nó đã lên men và nó tạo ra cái khí rất là nhanh và mình ợ ra. À, thì như là những cái đồ ăn trong đó nó đã sình lên hết rồi, nó đóng vào cái thành ruột của mình mỗi ngày một. Nên là những người Mỹ đó, các anh chị thấy là ăn đồ fast food, sau đó là order soda, uống một ly soda đầy, coi như hoàn toàn là phá hủy cái hệ thống tiêu hóa của mình. À, và đặc biệt uống nước, các anh chị uống nước, mình uống nước trong lúc ăn nữa thì cũng rất độc hại luôn, nên mình phải một bữa khác hoặc là sẽ nói hơn kỹ hơn về cái cách uống nước, nhưng mà mình phải nên tránh bữa ăn ra. Nếu mà uống nước thì phải uống nước nửa tiếng trước khi ăn hoặc là 1 tiếng sau khi ăn các anh chị. Cái quá trình mà tiêu hóa nó mất từ 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi lận, nên mình phải cho cái bao tử mình ít nhất là 1 tiếng đồng hồ để mà nó làm cái việc tiêu hóa. Nếu mà mình đem mình đổ nước vào á thì coi nhớ hủy, nó làm trung hòa cái axit. Và đặc biệt nếu mà những người uống nước Kangen phải để ý, tại vì uống nước Kangen là cái độ kiềm tính nó rất là cao, mà mình đổ cái nước Kangen vào trong lúc mình ăn á thì nó làm cho mình cái bao tử nó sẽ trung hòa nhanh hơn nữa, cái tính kiềm nó sẽ trung hòa cái axit, thì làm thì uống nước mà không đúng cách thì nó càng gây ra bệnh nữa. Nên nếu các anh chị phải uống nước chưa có quen á, không có quen cái cách mà không uống nước trong lúc ăn á, thì nếu phải uống nước thì nên uống cái nước thường, uống nguồn nước 7.0, và nếu uống đó, thì uống những cái ngụm nước nhỏ, đừng có đổ vô cái ly rất nhiều. Các anh chị thấy thói quen mình là uống nước 1 ly đầy trong lúc ăn hoặc là 2 3 ly, và khi mình ra ngoài, đặc biệt là cuộc sống hiện đại đó, ra ngoài tiếp tân nhiều, gặp gỡ nhiều, ăn uống nhiều, party nhiều, và ăn và cái đổ nước vô liên tục như vậy, đổ bia rượu vô là nó gây ra độc tố nhiều hơn. À, thì tất cả những đồ ăn này nó gây ra rất nhiều độc tố bio trong người mình mỗi ngày do cách ăn uống của mình, do những cái độc tố đã có sẵn trong 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 đồ ăn. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình phải phải cấm hết, mình vẫn ăn được bình thường các anh chị, chỉ có điều là mình hạn chế nó, mình ăn những cái đồ chuyển qua ăn rau củ cải quả, thay vì ăn thịt mỗi ngày thì mình ăn 3 4 ngày 1 tuần, hoặc là mình giảm bớt những cái đồ ăn nó độc hại, mình vẫn ăn được nhưng mà hạn chế nó thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là mình phải có cái phương pháp gì để mà phòng chống, để hạn chế và thải độc tố ra hàng ngày. Còn nếu mình ăn mà không có phương pháp gì, coi như là bệnh nó tới thôi. Nên mình rất là may mắn, những người như chị em chúng ta là một những người vừa có phước, vừa có duyên, mà có phước nữa, có duyên mình biết tới nguồn nước Kangen, nhưng mà uống được cái nguồn nước Kangen phải nói là có phước các anh chị, phải nói là có phước. À, thì đây là những cái nhóm đồ ăn, 7 nhóm đồ ăn rất quan trọng gây ra rất nhiều bệnh tật. Đó là nói về độc tố trong đồ ăn thức uống, còn nhiều lắm các anh chị, nhưng mà Hoàng chỉ là chỉ chọn ra những cái chính
quan trọng nhất. Và cái tiếp đây thì Hoàng Lê sẽ chia sẻ tại sao những cái độc tố nó đang hoành hành trong cuộc sống mình ngay tại nhà, ngay trong cuộc sống của mình, đã tấn công con cái của mình, là ngoài cái đường ăn uống nó còn những cái đường khác trong những cái đồ ăn, những cái đồ sử dụng tại nhà. Thí dụ như những cái air freshener là những cái đèn mà các anh chị giờ hay thấy người ta bán, cái đèn mà nó gắn vô để mà ngủ buổi tối đó, mà nó tỏa ra cái mùi hương thơm rất là tốt. Thì nhiều người không biết rằng 86% tất cả những cái loại đèn này nó có một cái chất họ bỏ vào, đó là chất phthalates. Cái chất phthalates đó là chất gây rất là nguy hiểm, gây ra tàn phá tế bào và gây ra ung thư, mà đa số cũng không ai biết. Rồi những cái trường hợp bây giờ có nhiều người thích cái tình trạng là đốt đèn cây cũng có mùi hương thơm trong nhà, cũng là một cái style rất là hay, nhưng mà cũng đó cũng một đường gây ra bệnh tật luôn, tại vì trong đèn cây nó có rất nhiều chất độc các anh chị mà nhiều người không biết. Nó có cả led, những cái kim loại nặng, và những chất độc khi mình đốt lên nó sẽ bay vào trong không khí và mình hít vào qua cái đường không khí. Đó là một cái đường nữa. Thứ ba đó là những cái gì liên quan tới fabric shampoo và carpet cleaners. Các anh chị để ý nha, khi ở nhà mình xài đồ xà bông giặt giặt đồ đó, hay là xà bông giặt thảm đó, thì các anh chị phải kiểm tra kỹ, tại vì trong những cái đồ đó nó có rất là nhiều độc tố trong đó, đặc biệt hai chất độc rất là nguy hiểm, đó là chất hoặc là có để cho cái chữ ở trên hình đó màu đỏ, là cái chất là perchloroethylene và chất naphthalene. Thì hai cái chất này là chất gây ra ung thư, đặc biệt là ung thư phổi, và nó tàn phá tế bào gây ra tắc nghẽn. Những người nào mặc đồ mà thích đọc mặc đồ dry clean đó các anh chị, dry clean là những cái đồ vest này nọ, hay mình đi dry clean đó, thì dry clean là một cái nơi nó xài hai chất này nặng nhất các anh chị ơi. Và khi mà họ dry clean, họ phải xịt cái hai cái thuốc này để mà nó rất là độc, nó sẽ tẩy rửa, nó sẽ giết vi trùng, và khi họ xịt họ phải đeo mặt nạ các anh chị. Nhưng mình không biết là hai cái chất này khi mình nó thấm vào cái áo mình đem về mình mặc, thì nó sẽ thẩm thấu vô và mình hít vô. Thì mình bị tấn công theo một cái đường này mình đâu có biết đâu. Nói chung là nhiều người không có tìm hiểu nên sẽ không biết. Hoàng Lê cũng không biết luôn. Nói giờ mình không có biết. Cái tiếp đó là cái đường phải nói là Hoàng Lê rất là khi mà mình tìm hiểu được trong những cái nhóm chuyên lành, Hoàng Lê thấy rất là kinh khủng, không thể tưởng tượng được. Đó là chất độc màu da cam các anh chị. Chất độc màu da cam nha. Các anh chị chắc có biết qua rồi phải không? Là hồi xưa người Mỹ, khi mà chiến tranh Việt Nam với Mỹ đó, thì người Mỹ dùng chất độc màu da cam này để mà xả xuống là hại hàng triệu người. Người nào bị nhiễm đó, là coi như sẽ gây ra những tình trạng là bị què quặt, bị bại liệt, hay là bị tật nguyền. Có con ra đời thì con bị mất tay, mất chân, thí dụ như vậy. Hay là bị sảy thai, rồi ung thư, rất là nhiều bệnh các anh chị. Thì bây giờ đó, bây giờ mình vẫn đang xài các anh chị ơi. Mình vẫn đang xài. Thì nó ở đâu mà ra? Nó trong có trong tất cả những cái đồ, nó kêu là antibacterial products, có là những, tức là những cái đồ mà nó kêu là tiếng Việt nó kêu là khử trùng đó. Nó có nhiệm vụ khử trùng, sát trùng, như là những cái xà bông rửa chén, nhiều nhất là trong xà bông rửa chén. Nên các anh chị ở nhà nên kiểm tra lại nha, nếu mà xài xong rửa chén mà lật ra đằng sau coi cái hình đó, nếu mà nó nằm trong cái active ingredient luôn, là cái chất chính của cái chai này, nếu mà trong đó nó có cái chữ là triclosan, hoặc là cái để trên hình đó, triclosan đó là chất độc màu da cam các anh chị. Nên là các anh chị phải đổi ngay và mua, nó có rất là nhiều cái xà bông rửa chén thiên nhiên natural bây giờ, và đa số nhiều người không biết cái điều này và xài chất độc màu da cam ngay trong tại nhà mình. Tại sao nó độc hại mà chính phủ bỏ vô cho mình xài? Đây là điều Hoàng Lê cũng đặt cái câu hỏi rất là lớn cho riêng mình. Và khi mình vào trong những cái tổ chức chữa lành mà mình mới khám phá, mình hiểu ra được á, là đằng sau tất cả những công ty thuốc, cũng như đằng sau tất cả những cái như Hoàng Lê hôm nay chia sẻ chỉ riêng cho đội nhóm thôi các anh chị, tại vì đây là cái vấn đề rất là nhạy cảm, Hoàng Lê không có muốn nói public ra ngoài. Nhưng mà đằng sau những công ty thuốc, những công ty FDA và chính phủ này nọ, nó có một cái kế hoạch, có một cái kế hoạch. Kế hoạch đó là gì? Là thứ nhất là họ muốn giảm dân số các anh chị, muốn giảm dân số, depopulate, rất khủng khiếp, Hoàng Lê có không thể tưởng tượng được. Tại vì dân số bây giờ tăng lên quá nhiều, nên họ phải tìm ra cái phương pháp gì đó để làm giảm dân số xuống. Thứ hai là qua cái việc giảm dân số này, họ sẽ có thêm lợi nhuận. Tại vì nếu mà mình càng bị nhiễm độc tố nhiều thì người bệnh càng nhiều, mà bệnh càng nhiều thì sẽ uống thuốc càng nhiều các anh chị. Mà uống thuốc càng nhiều thì sao? Sẽ có tiền nhiều, tạo ra lợi nhuận nhiều từ những cái nguồn thuốc tây.
Nên hôm nay Hoàng Lê chia sẻ bằng thực sự bằng cái trái tim, bằng cái tâm của mình, mà tại vì Hoàng Lê đang thực hiện cái sứ mệnh chữa lành đi cứu người. Những cái điều Hoàng Lê chia sẻ là những cái điều phải nói rất là chính xác, chứ không phải mình bịa ra, mình chế ra. Có rất là nhiều tổ chức chữa lành của thế giới, những cái tổ chức rất là lớn họ đã khám phá ra được và họ rất là chống lại những cái sự này, những sự việc này. Về mặt phụ, tại sao họ về FDA họ họ ok cho bỏ những chất này? Và tại vì họ nói là những cái chất này họ bỏ vào phải nói một cái phần rất là nhỏ thôi các anh chị, nên nó không sao cả, nó không có ảnh hưởng gì về sức khỏe cả, nên mình cứ xài nó sẽ giết vi trùng rất là tốt ha, thì nó không có ảnh hưởng gì tới 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 sức khỏe. Họ không có cái study nào chứng minh là cái này nó gây ra nó độc hại, nhưng mà thật sự đâu có ai bỏ tiền ra để chứng minh đâu. Nên á, bây giờ Hoàng lại hỏi các anh chị, nếu mà nói về chất chất thuốc trừ sâu đi, thuốc trừ sâu mà họ nói cái thuốc trừ sâu nó rất độc hại, nó giết con sâu, giết con vi trùng mà. Nhưng mà nếu Hoàng Lê nói cái thuốc đó rất là tốt, diệt trùng rất là mạnh, thì Hoàng Lê lấy một chút xíu thôi các anh chị, cho các anh chị bỏ vào trong cái nước để rửa tay để khử trùng, thì các anh chị dám xài không? Nói Hoàng Lê nói cái này không sao đâu, nó bỏ chút xíu à, nó sẽ không sao, các anh chị cứ xài đi tốt lắm. Thì các anh chị có dám xài hay không, tức là bỏ thuốc trừ sâu vào để mà rửa tay liên tục mỗi ngày đó. Cái quan trọng là không phải ít hay nhiều, mà cái vấn đề là mình tiếp xúc với nó thường xuyên mỗi ngày các anh chị, thì từ đó nó sẽ thẩm thấu vô, nó sẽ tàn phá cái tế bào mình. À, thì cái điều này các anh chị phải phải để ý kỹ, rất là kỹ. Nếu mà ở nhà có xài che xà bông rửa chén có cái chữ triclosan là nên đổi ngay. Nó có trong tất nhiều thứ các anh chị, không chỉ riêng xà bông rửa chén mà thôi, thậm chí trong cái đồ make up của phụ nữ ha. Có những cái đồ make up bây giờ mà nó đề là chữ antibacterial make up product á, thì phải nên coi lại ạ. Mở ra coi trong đó có chữ triclosan hay không, nếu có là nên nên bỏ ngay, tại mình đang bỏ chất độc da cam lên da mặt mình mỗi ngày đó. Rồi thậm chí trên kem đánh răng luôn các anh chị cũng có luôn. Kem đánh răng thì có một cái nhãn hiệu nó kêu là Colgate, rất là nổi tiếng các anh chị. Thì Colgate nó có hai ba loại khác nhau, trong đó có cái loại là Colgate Total đó. Colgate Total thì nó có triclosan ngay trong kem đánh răng luôn các anh chị. Bây giờ thì FDA thấy là mọi người bắt đầu nghiệm ra cái chất này quá độc hại, nên họ đã bắt đầu rút ra từ từ. Nhưng mà cái EPA, tức là Hiệp hội bảo vệ môi trường đó của Mỹ, họ cho những chất này vào trong cái những cái đồ dùng bình thường hàng ngày để mình xài. Rồi đằng sau đó nó có những cái chiến lược, có những cái mục đích như thế nào mà Hồng Lê đã chia sẻ, rất là nguy hiểm. Nên chất độc màu da cam là cái điều các anh chị phải về kiểm tra lại hết nha. Rất là quan trọng, rất là nguy hiểm, rất là độc hại, triclosan. Has a pH level of 9.5.
anticipation. I need you all to get up out your seats. You, 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 everybody, get up out your seats. We're gonna find out who are our haves and who are our have-nots. Now answer me this. If you have a SD501, let me hear you scream, I got one, I got one. What, what? I got one. What, what? If you had the SD501, let me hear you scream, I got one, I got one. What, what? I got one. What, what? If you want a SD501, let me hear you scream, I need one, I need one. What, what? I need one. What, what? If you want a SD501, let me hear you scream, I need one, I need one. What, what? I need one. What, what? Camping is the water I drink. Camping makes me feel alive. Camping has a pH level of 9.5. Camping is the water I drink. Camping makes me feel alive. Camping has a pH level of 9.5. I drink Camping makes me feel alive. Camping has a pH level of 9.5. Camping is the water I drink. Camping makes me feel alive. Camping has a pH level of 9.5. Yeah. I don't want wrinkles, I want to keep my skin tight. I'm so acidic, so I better get my body right. Attacking blood cells on sight, but with Kangen, I know I'm gonna win this fight. That's right, that's right, that's right, that's right, that's right, that's right. With Kangen, I'ma win this fight. That's right, that's right, that's right, that's right, that's right, that's right. With Kangen, I'ma win this fight. I'ma win this fight. That's right, that's right, that's right, that's right, that's right, that's right. With Kangen, I'ma win this fight. Yo, when a body is acidic, it creates a welcoming environment for viruses and bacteria to come in and begin to flourish. If a person doesn't do anything about changing the acidic state of the body, the situation can get worse. Viruses and bacteria can mutate into serious illness. Participation. I need you all to get up out your seats. You, 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 everybody, get up out your seats. We're gonna find out who are our haves and who are our have-nots. Now answer me this. If you have a SD501, let me hear you scream, I got one, I got one. What, what? I got one. What, what? If you had the SD501, let me hear you scream, I got one. Hear you scream, I need one, I need one. What, what? I need one. What, what? Camping is the water I
to come in and begin to flourish. If a person doesn't do anything about changing the